Cái gì thấy không? Thấy mà đẹp quá nè. Wow. Wow, khu này sáng cô kia nữa đẹp quá. Mới thấy không? Cảnh người ta làm đẹp phải không? Xe này, cái này chụp hình đẹp lắm nè con. Wow, cái này đẹp nè, chụp hình đẹp lắm á. Chắc không ai đây chụp hình đó. Chụp cái xe không mà. Wow, yeah. Nó là bè. Wow, the bear moving kìa. Ôi đẹp quá, đẹp mới sửa chụp hình không? Đẹp quá hả? À, Linh đang mới chụp hình hả? Ừ, mới chụp hình hả? Đang có chỗ đậu xe rồi. Đẹp quá Kelly ha. Oh my god, cái nhà cũng đẹp quá nè. Đẹp quá. Xin chào cả nhà, chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của gia đình mình nha. Thì hôm nay là ở Mỹ này là sắp là lễ Noel rồi. Tính ra bây giờ Việt Nam mình á, mình thấy cũng ai cũng đón Noel á, còn lớn hơn ở nước ngoài nữa đó cả nhà. Đường xá đỏ hả, thấy treo đèn cái đồ đẹp lắm. Nhưng mà ở nước ngoài đặc biệt Noel thì nó khác một chút. Là Noel là mình hay là những cái dịp để mình sum họp gia đình nè, rồi mình trao nhân những món quà rất là tình cảm, rồi mình đoàn tụ vào cái đêm mà Noel hoặc là trước Noel. Thì thường gia đình mình là cũng làm thường xuyên mỗi năm như vậy. Năm nay thì mình sẽ làm vào ngày 25. Còn hôm nay thì mới có ngày 23 hả? Đúng rồi. Tối nay thì chở mấy đứa nhỏ cho nó đi quay đèn. Ở cái khu mà nhà mình ở thì người ta ít có làm đèn. Mình thì làm lai rai lác đác thôi nên không nhìn không mấy đứa không có thấy đẹp lắm. Giờ mình phải đi xa một chút. Mình xuống cái khu này là ở cái city Yuba Linda đó cả nhà. Ở đây hình như 2 năm trước nhà mình cũng có đi coi một lần rồi. Còn năm vừa rồi thì như là bận quá mình không có đi được. Năm nay nè mình cũng chở tụi nó đi, cũng sắp tới rồi cả nhà. Mà vì Covid á nên mình cũng ngồi trong xe, mình ngắm qua cái xe thôi. Tại cái chỗ này á đường không có rộng mà xe đi thì nhiều nên mình á chỉ có ngồi trên xe chấm nước ngắm. Một phần thì trời lạnh á nên mình không có xuống xe. Mình sẽ quay cho cả nhà xem năm nay mình đi ngắm đèn có gì khác so với những năm trước không nha. Nếu mà cả nhà có xem video của gia đình mình thì năm trước hay là năm vừa rồi mình cũng có một video mình quay mình cả nhà mình đi ngắm đèn Noel đó cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ cùng đi, mọi người cùng đi với gia đình mình nha. Mấy nhỏ thì đang ngồi trong xe nè. Trời ơi hơi tối cả nhà không thấy rõ ha. Trong xe cả nhà tiếng nó bị mờ quá. Mà mờ như bị sương mù vậy đó. Bây giờ cũng 7 giờ tối rồi. Cái khu đó là xung quanh là có cái ở giữa có cái hồ, xung quanh là nhà người ta ở đó. À, người ta năm nào người ta làm Noel mình thấy đẹp rực rỡ luôn. Mình tuy già cái đầu đó mà vẫn giống mấy đứa con nít nó cũng thích đi coi đèn hóng hớt chút. Rồi cũng muốn làm video để lại cho kỷ niệm, chia sẻ với cả nhà xem Noel ở Mỹ như thế nào. Bây giờ thì dạo này năm nay cũng hơi lạnh nha. Bây giờ mấy hôm nay cả tuần nay này lạnh lắm. Tuần trước còn mưa nữa, mưa mà đến nỗi cây cỏ nó đóng tuyết luôn. Thường thường cái khu mình ở không có tuyết đâu, mà năm trước năm nay á cỏ nó đóng tuyết luôn cả nhà. Từ nhà mình đi lên cái 30 phút á là mình có những cái như Mountain High hoặc là những cái Big Bear, mấy chỗ đó là tuyết đóng rất là dày, tuyết nhiều lắm. Sắp tới đây chị nhà mình cũng tính đi ngắm tuyết nữa nè. Nhưng mà phải coi thời gian sắp xếp được thì sẽ đi ngắm tuyết và cũng sẽ quay video clip cho cả nhà xem ha. Giờ mình đang sắp tới cái khu mà có đèn đẹp rồi nè. Noel bên này thì cũng không được nghỉ nhiều đâu. Ai mà được đi làm mà thương nhân hay chính phủ thì được nghỉ có một ngày thôi. Dù ngày Tết Tây hay là Noel cũng vậy. Mà năm nay thì trúng ngày Noel là ngày Chủ nhật nên mọi người sẽ được nghỉ bù vào một ngày thứ hai của tuần tới. Mình tới là cả nhà. Ban đêm nhìn nó không được rõ lắm nhưng mà. Kelly thấy đẹp không con? Mấy đứa thấy không con? Đẹp lắm hả ba? Đi từ từ thôi ba. Chậm một chút được không? Đó, đẹp quá nè. Đó.
Mình có nhiều đứa nhỏ quá mà. Đẹp quá. Mấy đứa thấy không con? Ở đình thấy không? Dạ, thấy. Ở đình thấy phải không? Ừ. Wow. Đó, mấy cái nhà nằm trên gần cái hồ cả nhà. Bé thấy không? Đẹp quá ha. Bé thấy. Bé thấy nước chảy hả? Năm nay nó làm cũng ít quá vậy. Hay là tắt lát nữa tới đó mới nhiều á. Đâu mình phải cho mấy đường nhỏ nè. Ừ. Nè, đây là cái cổng của cái hồ cả nhà. Thường mình đi chỗ này là mình có thể tự xuống bơi nữa. I didn't you see that? I didn't thấy không? Thấy Christmas không? Leo lên dùng để bỏ mấy cái đèn không đủ mà. I didn't thấy snowman không con? Đó bên cạnh nè, thấy thấy nào? Penguin. Penguin. Đẹp quá. Năm trước hồi đó nó cũng bắt lên vậy đó. Mama sao nó bò lên đó được? Ừ, chắc phải leo cái cần cẩu không? Mấy người đi dạo dạo ban đêm. Qua cái khu kia rất là nhiều mấy cái nhà đó. Cũng mọi năm em thấy nó đang chiếm mấy cái thuyền nữa mà năm nay mấy cái thuyền không có làm ha. Nó thấy xe đậu xung quanh người ta đi ngắm đèn. Cái xe này người ta đưa đi ngắm đèn. Năm Santa kìa, mấy đứa thấy không? Mấy đứa Santa, từ từ, từ ba, từ từ ba. Santa. Đó, có chút Christmas này. Đó, Merry Christmas này. Đó, anh vô trong mép này. Mình đi vòng từng hẻm đó kìa. Đẹp quá. Đó, mấy đứa thấy đẹp không con? Wow, cute. Đó, có mẹ mình đi vòng, người ta vô được, mình vô được. Đẹp không Kelly? Kelly đẹp không con? Sao mình vòng qua được kia là mình quay hết được hai bên mép luôn đó. Đẹp quá. Ô, đẹp bé ha. Wow, mấy cái đèn bự quá nè mấy đứa ơi. Aiden, you see that? Yeah. Ồ, cái này cho người ta đứng chụp hình luôn nè, ba thấy không? Nó để cái bát ra luôn nè. À, đi ngoài vậy mình nè. Đi ngoài giờ nhiều quá nách quá. Đi ngoài. Ủa xe cho khỏe đi con. Đem. Đem. Ừ. Ừ. Thấy mà phải không? Bé thấy. Nó đẹp nè. Yeah, đẹp quá trời lắm nè. Bé thấy. Đó mấy con reindeer nè. Ừ người ta làm con chuyển động á. Cái này là khu sang lắm. Nhà này còn trên 1 triệu hết mà. Mấy cái nhà này quanh cái hồ á, có cái nhà có một cái cầu riêng nữa. Cầu mình qua có mấy người chụp hình kìa cả nhà. Đi chơi đang tôi chụp hình. Đó, mấy cô cũng đẹp. Đẹp không Kelly? Đẹp không? Ai Đình thấy không con? Dạ. Ai Đình không thấy, Ai Đình mở xếp beo đứng lên nhìn đi. Không sao đâu.
Rồi lát nữa khi nào ra đường kia rồi xích beo lại nha. Ừ. Con đứng đây con nhìn cho thấy nha. Cái này nhìn đâu? Con lau đi. Đây cái chỗ nhìn cũng đẹp nè. Xích beo ở bên cạnh chỗ chị Hai á. Dạ mở cho em thấy đi. Đẹp quá ha. Ồ cái nhà đẹp nè, bao nguyên một cái đàn này luôn nè, hầu như có năm nào cũng có nè. Đó, ông già nên đi phát quà nè, đẹp quá nè ba. Đẹp quá ha. Yes, ocean. Nice. Cái nhà đẹp quá ha. Đó. Ocean. Mấy cái này quá ha, nó leo dán đèn mệt lắm nè. Rồi vô kệ nè tiếp. Biết mà người ta có bình chọn có những cái góc nào đẹp không ta? Nhiều quá trời luôn nè. Mà mấy cái nước có. Ừ đẹp. Thế nào thấy không? Dạ mấy đẹp cái quá. Cái nước đó nó có mấy cá không? Có cá, có người ta đến câu cá con có ban ngày đó. Nhiều quá nè. Thấy không? Thấy mà đẹp quá nè. Snowman. Wow, khu này sáng khu kia nữa đẹp quá. Mới thấy không? Cảnh người ta làm đẹp phải không? Xe này cái này chụp hình đẹp lắm nè con. Cái này đẹp nè, chụp hình đẹp lắm á. Chứ không ai đây chụp hình đâu, chụp cái xe không mà. Wow, yeah. Nó là bè. Wow, the bear moving kìa. Ồ đẹp quá, đẹp mới sửa chụp hình không? Đẹp quá hả? À Ly đang mới chụp hình hả? Ừ, mới chụp hình hả? Đang có chỗ đậu xe rồi. Đẹp quá Kelly ha. Oh my god, cái nhà còn đẹp quá nè. Đẹp quá cả nhà. Đây, cái nhà trước này sắp tới rồi nha. Cái nhà có chút đẹp lắm luôn nè. Đó. Wow, hết chỗ quẹo rồi. Oh, hết rồi. Best day ever, huh? Đẹp quá. Ở đây con ngồi trên này đứng đứng đó con biển sao đào mẹ nè. Đây cái nhà này là rất đẹp nè. Đó. Cái nhà đẹp không? Mà tháo xuống là mà để bác lên mệt đó, tháo xuống cũng mệt nữa. Để nó không hư nó không bể là. Đẹp quá, đây cái này để mình chụp hình nè bác ơi ba. Người ta lại nhưng mà chụp hình luôn ba ha. Wow, two snow cute. Đây cái nhà này Wow, Noel cảm nhận này. Ê, đèn ngồi xuống đây. Đẹp quá, đẹp quá. You want another one? Can you see it? Đẹp quá nè. Đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi, bỏ nhiều đồ cho mình chụp hình mà ha. Nhiều bác rau ghê mà không chụp hình uổng quá hả? Thấy không, chụp hình cũng hơi uổng quá nha. Yeah, I see you. Uh-huh. Aha. Thấy không? Con thấy không? Kìa, yeah, con muốn chụp hình kìa ba. Chụp hình lắm, tình nghiệp không nè. Hình đồ hồi đó bình thường là mấy năm mình cũng có đi mô chụp hình á. Cho mấy mô nó làm mấy cây thông. Wow, khu này đẹp quá ba. Khu mà hồ đẹp nè, đi từ từ đi ba. Đẹp quá. Thế này thấy không con? Chị ơi, you want to jump in there? Chị ơi, you want to jump in there? Đẹp quá, đẹp quá. Đây, mấy đứa thấy đẹp không? Trời ơi. Đó. Đẹp quá. Oh, Lena mới chụp hình á. Ồ, sắp tới khu tiếp theo nè. Oh, look at that dog. Ngồi xuống con. Lena ngồi xuống đi con. Please, 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 please. Ok.
Ok, thế này nhìn đi. Ừ. Thì ngồi yên đứng vịn mẹ nữa con. Đẹp quá, đẹp quá. Người ta ở đây có chữ Mel Whisper nữa nè. Đây vô khu này nữa nè. Đẹp ha, đó, quà quá trời luôn nè. Nhưng mà không có chỗ đậu xe con. Để lát này đi. Lát này có chỗ đậu xe mẹ cho cô. À, tí này đang giận. Tí này đã đứng lên. I want to do this. Không cho xe chạy vô hả? Sao nó xe có xe mình đây vậy? Đó, mấy đứa thấy nè, con nhiều hình nè. Mấy đứa Minion. Minion. Nhìn thấy đẹp chứ, thực ra lúc chụp hình tối lắm con. Mẹ nhìn Christmas tree. Oh, I see. Lát nữa. Cái đằng trước đẹp kìa, đừng thấy không? Mẹ nhìn Christmas tree. Chắc là. Oh, đẹp quá. Mẹ. Ừ. Oh, cái nhà trước cũng đẹp quá kìa. Snowman. Đẹp quá. Đẹp quá. Đơn giản nhất rồi. Thôi hướng nó không? Hướng bên kia quá tiêu rồi. Đẹp quá. Mommy, that's not all. Đẹp nè. Mommy, that's not all. Yeah, all, that's all. Cái sợi tre đó nè. Đây đây là cả nhà. Chúa ra đời nè. Hang chúa hả đó. Này giống như Việt Nam nè. Đừng đụng mẹ. Ly nào hồi xưa đi là quên rồi, Ly nào mới thấy đẹp hả? Hồi xưa mình có đi được con. Minion đó con. Minion lúc này mẹ đi qua rồi. Cái này là gì? Cái này là snowman. Đây này, look at snowman. This is snowman. You know, you can see my phone. You know, thấy không? Santa. Wow. Now tell me please, Dina. Đừng. Đừng có viện mẹ, mẹ đang cầm máy điện thoại mà. Aiden. Trời ơi, Aiden làm mẹ rất thích điện thoại. Mẹ rung nhúc nhích không có quay được gì hết à. Sao đừng quậy quá vậy? Mẹ đâu có chụp hình. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp quá luôn nè. Ben cũng đẹp nè. Đẹp. Ừ. Cái này chắc để cả năm cho mình nhờ ha. Tốn điện quá ha. Cái này chắc tốn điện. Có cái xe cổ toàn là đèn kìa. Mấy đứa thấy không? Wow, có xe cổ đèn kìa. Xe, ở đây thấy cái xe không? Xe cổ bằng đen nè. Đẹp quá. Không đi ra được con. Đẹp quá mà. Đâu, đẹp không? Merry Christmas. Khu này lê sơ quá ha, lê sơ quá ha. Lạnh nó xong ta trùm vui ta. Mình mới xe. Mình mở cái lạnh 60 độ, bữa nay khoảng 7 độ. Mình mở 70, mốt 7 hơn. Dạ. Nhìn nhìn chứ quay điện thoại nhìn thấy đẹp hơn luôn ba. Rồi ban đêm á nhìn điện đẹp hơn. Anh chị hơi mờ xíu ta, thật tối. Mommy tell me what? Kìa kìa có ở đây, look kìa. Ô Santa bị té rồi ở đây. Santa bị té ngửa rồi kìa, thấy không? Té trọng đầu rồi. Không phải để Santa. Santa ở đây.
xíu đó. Santa bên kia bị té rồi kìa. Mới đem tới Santa. Wow, it's so beautiful. Santa was happy and giving until he had brain damage. Huh? You got brain damage? From what? He fell. Off the sled? No. Nó dính vô hết mà. Floaty. Cây này đẹp nè. Cây này đẹp mấy cây kia nè. It's in the water. Đẹp không? Người ta đứng lại chụp hình này cả nhà. Người ta đi ngắm cảnh này. Con nít quá mà gặp con nít với chồng vũ. Wow, khuôn trước đẹp quá ba, sáng quá ba. Đẹp quá. Yeah, I see, I see. Yeah, I see. Đẹp quá. Đứng trước mặt đẹp quá nè. Yeah. Đừng, đừng, đừng vịn, chỗ này có mẹ. Đúc nít mẹ con. Hello chị đó. Look, Santa. Santa say hello. Hi. Hi Santa. Hi Santa. Bye bye Santa. Have fun with your brain damage. Hey, it's a snowman fighting it. Still. Hey, that's a stormtrooper. Oh, stormtrooper. Baby Yoda, huh? Baby Yoda, I see it. Baby Yoda, come back. Baby Yoda. Oh, I just saw this. Wow, đẹp quá cả nhà. Cùng đi coi đèn Noel. Tesla. Hello Kelly. Hello Kelly. Who's that? Kelly. Mom and Dad, yeah. Yeah. Oh, this is the hi guys. Nó cùng đi coi á. Đẹp quá, đẹp quá. Wow, I see string. I see string kìa. More baby. Yeah, baby Yoda again. Yeah, baby Yoda. Yeah, yeah. Stormtrooper. Darth Vader. Baby Yoda. Wow. Darth Vader. Look, baby Yoda. Baby Yoda. Sorry. Không chụp được kìa, có người đến rồi. Wow, Snow Family. Snowman. Wow, cute. Ây dạ, Lina. Lina là gì con? Bé đẹp rồi. Làm cái này cũng mệt ha. Ủa ban đêm mới cái sáng này là ban ngày nữa ta. Ban ngày tốn điện lắm á. Mà ban ngày đó thấy đẹp ha. VN ha, mẹ không biết VN chưa? Con nhiêu vậy hả? Rainbow Christmas tree. You know rainbow Christmas tree. Oh, I see, I see. Wow, mấy cái lùm cây mái nhà đẹp quá kìa. Where? Where? There, on the roof. Wow, cây này đẹp quá, tên là gì đó? Tên đẹp quá sao? Đẹp quá. Hey, there's two puppies. Yeah. Puppy, cow, dog. Lúc này Tracy, có một con nhóm Tracy quá. Ồ, có con nhóm Tracy. Big, big 15-year-old dog. You don't know how old they are? Yeah. Yeah. Aiden, what does it say on there? Joy.
Joy. What does joy mean? Happiness. Happy mom. Happiness. Wow. Hey, can I sing the Frosty the Snowman song? Sing your song. Frosty the Snowman. Sing your song. No, no, no. Wow, đã đẹp không con? Con nghiệp Linh là ai vậy? Mẹ không biết cả, hỏi tài xế, hỏi tài xế. Mẹ không phải tài xế. Wow, cái này nhiều bò quá. Nhiều ấy phải đi nè. Wow. Ê, Aiden đừng có bấm kiến nữa con. Mẹ rất thoại mẹ đâu con. Aiden yên nè, coi đẹp Aiden, đừng có làm vậy Aiden đâu, đâu. Con té ra ngoài không tốt. Sắp hết rồi đó, sắp hết rồi, sắp hết. Aiden. Aiden làm được thằng mày rớt ngoài đó Aiden. Đẹp quá, đẹp quá. Hey Aiden. Đứng như một chỗ coi. Mommy was enjoying. Quá nè. Mommy chụp cho mẹ. Mommy, this will take forever. Yeah. Wow, chỗ này đông người quá. Sao đông hello. Vậy? Hello. 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 Ngoài chỗ này đông người đang nhìn gì vậy? Hello. 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 Xe người ta đi xem cũng nhiều lắm này. Nhiều quá chứ. Có cái thôi chứ mày, cái này giống như thằng bảo vệ sau lưng nè. Đó, người ta đi xem đèn của người ta. Wow, đẹp quá nè. Wow. Đẹp quá. Đẹp quá. Cái này. Mình sợ định luôn á. Kìa Randy kìa, welcome to Christmas Tree Land. Oh, he's almost hết rồi. Oh, con kia con mới lên nữa. Oh, wow. Nè, đây là cảnh đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá. Wow, cái này đẹp quá nè, cái nhà đẹp mà. Đó. Nhà đẹp quá nè, nhà này đèn nhiều quá nè. Muốn mấy cái đèn không cũng mệt nha. Đẹp quá. Thấy đèn ngồi yên nhìn thấy không con? Thấy không? Yeah. Ừ, nhìn thấy được rồi. Yeah. Ừ. So beautiful, ha? Huh? Yeah. Yeah, yeah. 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 Star up there. Yeah. 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 Lại muốn đưa đi dần dần. Ôi, chỗ này tối vậy. Alina. Chỗ này xe đậu nhỉ. Alina sao con kỳ vậy? Hello, snowman. Mai mốt mấy đứa đi làm snowman nha ba. Mai mốt. À tí nữa you want to go to mountain hả? Okay. Wow, chỗ này đẹp quá, bức tường đẹp này, đèn rất kia. You're not going. Yeah. You're not going. Yeah. Yeah. Đừng có đèn cái kiến ở đây. Đây nghe lời, không có bấm kiến ok. Đứng đó, nó rất là xe bây giờ. Đứng yên. Ờ, cái nhà giống như nước rớt xuống nè. Hết rồi, nhà này tối quá hả? Nhà này ít quá, Nguyên ơi là không biết.
No, one more lane. How am I just two more? Hả? Here and there, all around the square, saying happy. Đây nè, thì mấy cái lane giữa nhiều thôi nè cả nhà. Đó, giờ mình đi hết rồi đó cả nhà ha. Này chút xíu hết rồi. Đó, cái hồ đẹp ha. Hồ đang trang trí đẹp ha, nhìn lấp lánh với mặt hồ. Nhìn giống Đà Lạt quá. Daddy, did you hear me sing? Hey, oh, what? So big. What's that? Big omen. It's omen. 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 What is it? Omen. Wow. It's so big. Hi. Hi. Merry Christmas. Hi. Merry Christmas. Hi. Merry Christmas. Hi. 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 Wow. This. Wow. 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 Snowman? Wow, there it is. Only the face. It's wow, it's cute. Where's the body? Yeah. It's cute. Oh, no one has dead body. Mm. Oh, it's turning red. It's turning blue now. Nice. Look, that changed color. I know. Now throwing to green again. Đẹp không? Đẹp quá. Cái bò đẹp quá. Cái bò đẹp đây nè. Đẹp. Wow, cái tree này đẹp quá nè. Ừ, đông. Mia. Mia. Over. Ấy đừng coi chừng té ra ngoài cửa bây giờ con, đứng yên. Perfect. Yeah. Oh, té ra được. Tại đừng đứng sát cửa, đừng lỡ tay đụng cái nút bấm ra. Ấy đừng nấu. Nghe lời mẹ. Wow, này không. There's so many doggies. Nhà mấy con chó, cái người đứng thích đứng ngoài hồ nước cho lạnh vậy ta. Bây giờ thấy nó lạnh lạnh giống như Đà Lạt vậy đó cả nhà. Hết rồi. Linh nào muốn chụp picture kìa ba. I want to be in the water. Vậy tới cái lane này đẹp đẹp. No, I want to see more. This is the last one already. Oh, no more. Last lane. Couldn't even take a picture. That's another one. Oh, take the picture. Thế chỗ nào vậy? Chỗ này không có chỗ đậu xe cơ. Người ta đi bộ xa lắm á. But go my space. Space hả? Space đó của nhà người ta. Người ta cho mình đậu đâu. No, go my space. Rồi last lane là hết rồi. Đó cả nhà. Yeah. Khu này nãy giờ mình đi là cái khu này là cái khu nhà giàu á, cái khu ở xung quanh cái hồ ha. Ấy đừng nâu nâu, ba, khám bà. Đi nghe lời mẹ con, baby. Xích đôi con. Thôi, trời này con nước này nhà hồi chắc mẹ anh chụp đầy thằng nước này nè. Ok, nhà mình đã đi xem cái đèn Noel xong rồi ha. Mấy đứa nhỏ nó rất là muốn chụp hình luôn, rất là muốn xuống. Nhưng mà cái đường thì nó hơi chật mà hơi đông, cả nhà không có cấp phát kinh để đậu xe. Nó hả, ba nó giờ chở cả nhà về luôn, không có chụp hình nữa. Chở về nhà luôn hả? Chở về nhà luôn chứ đi đâu? Chở về nhà luôn. Hả? Ba nó chở về nhà luôn rồi. Nếu lần sau, năm sau mà có đi nữa thì mình sẽ bước xuống đi bộ. Mình sẽ đi bộ cả nhà. Tại hôm nay mình đi hơi đông á. Năm sau mình sẽ đi bộ. Năm sau mấy đứa lớn hơn chút á, mình đi bộ cho yên tâm. Giờ nước nhỏ nhỏ nó quậy lắm, nó chạy nhông nhông lùm lum á, tối thui á, mình giữ mình lắm cả nhà, không giữ được. Nên Lina năm sau nha, năm sau mình cho Lina xuống chụp hình. Ok, ok, năm sau mình cho mấy đứa đi chụp hình luôn. Ok, mình quá kì. Ok, mình đi bộ, mình không đi xe này nghe nha. Rồi năm sau hay năm sau đi đó, năm nay là chị dạy cho cả nhà đó. Thì công nhận đèn thì thấy nó cũng giống làm giống giống mấy năm trước vậy đó, không có gì khác nhiều lắm. Nhưng mà nói chung là nó đẹp. Nhiều gần như làm gần nhau thì đẹp hơn là mấy chỗ làm lưu thưa ha. Cứ tính ra ngoài đường nè, chỗ nào cũng có làm sơ sơ nè. Nhưng mà thật nó tụ là một chỗ là mình thấy nó đẹp ha. Sao con? Xin gì? Ok, đợi mẹ chút.